Ngay từ rất sớm, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Vinh, cử tri đã có mặt để thực hiện nghĩa vụ công dân. Ai cũng náo nức với ngày hội lớn của dân tộc, 5 năm mới có một lần. Cầm lá phiếu trên tay, các cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu mình sẽ lựa chọn. Đó là những đại biểu đủ đức, đủ tài, thực hiện đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân, đóng góp trí và lực cho công cuộc đổi mới của đất nước. Tôi thấy là bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một cái không khí rất phấn khởi, nhân dân phấn khởi. Trung ương, địa phương chỉ đạo tích cực cái việc bầu cử Hội đồng Nhân dân, bầu cử Quốc hội khóa 14, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 rất tích cực và rất dân chủ. Không khí của ngày bầu cử lan tỏa tới mọi vùng biển trong tỉnh. Với các huyện ven biển Nghệ An, cử tri là ngư dân thường xuyên đánh bắt trên biển. Nhưng hôm nay, tất cả đã về trước 5 giờ sáng để đi bầu cử, thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của mình. Dân nghề biển chúng tôi thì đi về là thường thường là 6 đến 7 giờ. Nhưng hôm nay thì vì ngày bầu phiếu cho nên là chúng tôi lại về trước lúc 5 giờ và cho vợ con bán xong đồ. Và kêu gọi anh em dưới thuyền tập trung lên nhà văn hóa của xóm để coi như bỏ phiếu. 145 điểm bầu cử thuộc 4 huyện miền núi phía Tây Nghệ An đã thành công với bầu cử sớm cách đây 2 ngày. Và hôm nay, đồng bào các dân tộc anh em cùng nô nức với ngày hội bầu cử chung của cả nước, cả tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, các cử tri đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên, lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đã 9 lần đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tôi sẽ mong rằng các vị trung cử của Quốc hội đến Hội đồng Nhân dân các cấp để quan tâm giúp đỡ đến nông thôn đổi mới và đặc biệt là phục vụ nhu cầu của nhân dân và quan tâm đến nhân dân để làm cho làng xóm phát triển và đổi mới. Bên cạnh các điểm bầu cử được bố trí tại các khu dân cư, Nghệ An còn bố trí các điểm bỏ phiếu mang tính chất đặc thù, trại tạm giam Nghê Kim, các bệnh viện, trường đại học, các thùng phiếu ở ga tàu, v.v. nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho tất cả các công dân. Ủy ban bầu cử các cấp phân công các thành viên bám sát cơ sở, vừa để hướng dẫn, hỗ trợ cho cơ sở, đồng thời kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.